chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài gấp một số lên nhiều lần. Trang 33, sách giáo khoa môn toán lớp 3. Và các em nhớ, đây là sách đại trà, hay còn gọi là cái sách hiện hành nha, không phải sách VN và cũng không phải là sách công nghệ. Tuy nhiên những em học chương trình VN hoặc những chương trình công nghệ thì những cái bài toán cũng gần giống so với sách này hết, và các em có thể tham khảo được chưa? Rồi, và như thường lệ thì trong mỗi một cái video, thầy luôn nhắc các em lúc nào chúng ta cũng phải có một cuốn tập hay gọi là cuốn vở ghi nhớ và giấy nháp để chúng ta làm bài, được chưa? Rồi, và nếu các em đã sẵn sàng hết thì chúng ta sẽ cùng nhau vào bài thôi. Chiu. Rồi, cái bài của chúng ta này, chúng ta xét cái bài toán là họ cho này, đoạn thẳng AB dài 2 cm, đoạn thẳng AB này, đoạn thẳng CD thì lại gấp 3 lần, tức là AB này nó dài 2 cm, cái đoạn CD nó gấp 3 lần cái đoạn AB này. Đó, thì và mình sẽ hỏi đoạn CD này dài mấy cm. Đó. Vậy thì tiếp theo đây là cái dạng toán giải là toán có lời văn, đúng không? Đó. Vậy thì người ta sẽ trả lời trực tiếp độ dài đoạn thẳng CD là, đó, AB là độ dài của 1, đúng không? Đấy, vậy thì cái đoạn CD gấp 3 lần AB, do vậy sẽ lấy đoạn AB nhân với 3 và sẽ ra kết quả là 6 cm, được chưa? Như vậy thì chúng ta rút ra một cái ghi nhớ này. Cái này các em ghi vào cuốn tập hay gọi là cuốn vở ghi nhớ nhé. Muốn gấp lên, muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số số lần. Đó, được chưa? Tức là gì? Bây giờ muốn gấp cái số là số 2 này lên 3 lần thì chúng ta sẽ lấy số 2 nhân với số lần. Đó, được chưa? Đấy thì sẽ ra kết quả là 6. Đó, vậy thì đấy là mấu chốt của cái bài toán này. Được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm bài số 1 này. Năm nay em 6 tuổi. Đó. À, đây người em 6 tuổi này. Tuổi của chị thì gấp 2 lần tuổi em. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi? Đó, và người ta cũng đã vẽ sơ đồ chúng ta này. Em thì 6 tuổi này, chị gấp 2 lần. Đó, tuổi của em. Giờ ta hỏi chị bao nhiêu tuổi? Đó, vậy thì chúng ta giống như cái bài toán mẫu ở trên thôi, đúng không? Chúng ta sẽ tiến hành chúng ta giải cái bài toán này. Làm sao nhỉ? Tuổi của chị là, đó, hay là số tuổi của chị là cũng được, được chưa? Đó, chúng ta sẽ bài giải nhá. Tuổi của chị là, đó, tuổi em thì 6, đúng không? Và tuổi chị thì gấp 2 lần. Chúng ta sẽ nhân với số lần gấp, đó là 2. Thì 6 x 2 sẽ bằng 10. 12 tuổi. Đó, được chưa? Và chúng ta sẽ có đáp số tuổi của chị là 12 tuổi thôi. Được chưa? Đó, rất dễ. Xong. Được chưa nào? Rồi, bây giờ chúng ta đến với bài số 2 nè. Bài số 2 người ta cho mình: con thì hái được 7 quả cam, mẹ hái được gấp 5 lần số cam của con. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam? À, vậy thì bài số 2 chúng ta sẽ thực hiện tóm tắt bằng cái sơ đồ nhé. Để gấp như thế này cho các em dễ quan sát. Rồi, con à, đây là con đúng không? Con thì hái được số cam là mấy quả? 7 quả. Cái này các em có thể kẻ tay hoặc kẻ thước tùy, làm sao cho nó thẳng là được rồi, được chưa? Đấy, vậy thì ở đây con hái được mấy? Đây là 7 quả cam này.
7 quả cam này. Được chưa? Đó, và bây giờ là mẹ này. Mẹ thì gấp 5 lần cái số cam này. Đó, tức là gì? Mẹ phải nhiều hơn. Nhiều hơn đây là số 5. Chưa? Đấy, giả định. Giả định đây là số cam mà mẹ hái được này. Đó, gấp tới 5 lần này. Đúng không? Đó, vậy thì đây 1 này. Đây 2 này. Do cái này nó hơi nhỏ nên là thầy phải cho nó ngắn lại nhá. 3 này. 4 này. Được chưa? Và chúng ta thêm đây nữa là 5 đi. Đó, rồi đây là chỉ là mô phỏng thôi chứ chia không có đều lắm, được chưa? Đấy, vậy thì ở đây mẹ là hái được gấp 5 lần. Vậy thì bây giờ hỏi, ta hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam? Được chưa? Đó, vậy thì đây là cái sơ đồ nhá. À, nhớ là sơ đồ này tại vì chúng ta thầy vẽ đâu không được đều nhau giữa cái đoạn này, do chúng ta vẽ cái này quá lớn, không có gì hết, được chưa? À, vậy thì nhìn vào đây chúng ta có thể có lời giải như thế nào nhỉ? Giải đây, chúng ta có thể sử dụng lời giải là số quả cam mẹ hái được là, hay là chúng ta có thể giải là mẹ hái được số quả cam là. Đó, cũng được nhá. Tùy theo các em muốn dùng cái lời nào thì các em dùng. Vậy thì thầy sẽ dùng này. Mẹ hái được số quả cam là. À, ta sẽ lấy gì? Số cam của con hái là 7 nhân với số lần mà mẹ hái gấp, đó là nhân với gì? Nhân với 5. Đúng không? Thì 7 nhân với 5 thì bằng 30, 35 quả. Được chưa nào? Và chúng ta có đáp số 35 quả. Đó, vậy thì đây là số quả cam mà mẹ hái được. Được chưa nào? Đó, dễ như ăn cháo, đúng không? Chúng ta sang bài số 3 này. Bài số 3 thì yêu cầu mình viết cái số tích hợp vào cái ô trống theo cái mẫu đây này. Mẫu ở đây là cái màu xanh họ đã làm này. Hàng ngang thứ nhất là cái số họ đã cho này. Hàng ngang thứ hai nhiều hơn số đã cho 5 đơn vị. Đó. Vậy thì số đã cho đầu tiên là 3. Nhiều hơn. Đúng không? Nhiều hơn số đã cho 5 đơn vị. 3 thì chúng ta nhân với bao nhiêu? Nhiều hơn số đã cho 5 đơn vị. Vậy thì ở đây là gì? Ta sẽ lấy 3 cộng với 5 thì sẽ bằng 8. Đây là nhiều hơn nha. Và đây là gấp 5 lần. Đó, vậy thì chúng ta sẽ lấy 3 nhân với 5 thì nó sẽ ra 15. Chúng ta chú ý từ nhiều hơn và gấp là khác nhau nha. Nhiều hơn thì là con cộng và gấp thì chúng ta sẽ là phép nhân, được chưa? Bây giờ số đã cho này, nhiều hơn cái số đã cho này 5 đơn vị, tức là chúng ta sẽ lấy mấy đây kem nhỉ? Cái này chúng ta sẽ bằng 6 cộng với 5, đúng không? Vậy thì 6 cộng 5 sẽ bằng bao nhiêu? 10, 11 này, được chưa? Rồi số đã cho này gấp 5 lần. Đó, gấp 5 lần cái số đã cho ở đây. Vậy thì gấp 5 thì chúng ta sẽ lại lấy là 6 nhân 5. Được chưa? 6 nhân 5 thì bằng 3, 30. Đó. Tương tự như vậy thì ở những cái bài toán này chúng ta tự làm được hết, đúng không? Nhiều hơn 5 đơn vị thì chúng ta sẽ lấy 4 cộng với 5 thì bằng 9. Đúng không? 4 nhân 5 bằng 2, 20. Quá đơn giản. 7 cộng 5 bằng 10, 12. 7 nhân 5 sẽ bằng 3, 3, 10. 5 cộng với 5 thì sẽ bằng 10. 5 nhân với 5 bằng 2, 25. Rồi, vậy thì bây giờ nhiều hơn 5 đơn vị. 0 cộng với 5 thì bằng 5. Đó, gấp 5 lần thì 0 nhân với 5 thì lại bằng 0. Đó, chú ý nha. Đây lại là 0 nhân với 5 thì lại bằng
bằng 0 nhé. À, chứ không bằng 5 ở đây. Được chưa? Đó, vậy thì đây là cái bài toán cuối cùng chúng ta đã thực hiện xong ở cái bài gấp một số lên nhiều lần. Được chưa? Đó, và đến đây thì thầy và các em cũng tạm thời chia tay. Và trước khi chia tay, các em nhớ là hãy chia sẻ video và giới thiệu kênh của chúng mình đến thật là nhiều những bạn đang học lớp 3 nha. Rồi.